Dầu thô WTI đã có nhịp giảm về dưới ngưỡng 78 đô trên một thùng vào ngày thứ hai do OPEC và các đồng minh đồng ý gia hạn cắt giảm sản lượng tự nguyện cho đến cuối tháng 6 năm nay. Về mặt dữ liệu, trong tuần này, dữ liệu tồn kho thường xuyên từ Viện Dầu khí Hoa Kỳ API và Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ EIA cũng như các tin tức nổi bật về căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông liên quan đến các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas cũng như các cuộc tấn công của Houthi vào các hoạt động vận tải biển ở Biển Đỏ có thể làm gia tăng rủi ro cho giá dầu. Các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá dầu thô trong tuần này bao gồm các quyết định của Ngân hàng Trung ương, báo cáo bảng lương phi nông nghiệp non-farm và các chỉ số việc làm hàng đầu. Thị trường hiện dự đoán tăng trưởng việc làm của Mỹ sẽ chậm lại trong tháng 2. Điều này có thể đủ để bắt đầu các cuộc thảo luận về việc cắt giảm lãi suất của Fed sớm nhất là vào tháng 6. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần phân tích kỹ thuật. Trên biểu đồ H4, giá đã thoát khỏi kênh tăng giá song song màu xanh này và mục tiêu tiếp theo mà dầu có thể sẽ tìm về là hỗ trợ đáy cũ gần nhất quanh khu vực 77.3-77.5. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra với Fibo. Kéo Fibo thì chúng ta thấy là mốc cản này cũng hợp lưu với Fibo 0.618 trên biểu đồ H4 và cũng hợp lưu với MA20 trên biểu đồ ngày. Hiện tại thì histogram đang âm, RSI đang có xu hướng lên trên mốc 50. Vùng kháng cự gần nhất mà dầu có thể sẽ tìm về là MA20 đang án ngữ quanh khu vực 78.5, hợp lưu với cạnh dưới của kênh tăng giá mà giá đã phá qua. Trên biểu đồ H1, xuống hiện tại đang là xuống giảm, giá nằm hoàn toàn phía dưới các đường MA. Histogram trên H1 đã mọc dương, RSI đang có xu hướng lên trên từ vùng quả bán. Các nhà đầu tư có thể cân nhắc canh sell dầu khi dầu hồi lên lại MA20 quanh khu vực 78.5 đến 78.8. Với chiến lược này, chúng ta sẽ dừng lỗ trên khu vực 79.3. Hoặc canh mua dầu khi dầu tiếp cận lại hỗ trợ đáy cũ gần nhất quanh khu vực 77.3 đến 77.5, dừng lỗ dưới 76.8. Tổng kết lại chiến lược giao dịch dầu trong ngày hôm nay, canh bán dầu quanh khu vực 78.5 đến 78.8, dừng lỗ trên 79.3, hoặc canh mua dầu quanh khu vực 77.3 đến 77.5, dừng lỗ dưới khu vực 76.8. Các chiến lược scalping trong ngày thì mình sẽ báo cho mọi người ở trên nhóm VIP, trên Telegram các bạn nhé. Mình xin dừng video nhận định xu hướng giá dầu ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thích video này thì hãy ủng hộ mình bằng cách like video và chia sẻ nó cho những ai đang cần. Hãy subscribe kênh YouTube Easy Signal để cập nhật thêm những video kiến thức cực kỳ giá trị về thị trường. Và nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý gì cho video của bên mình thì các bạn hãy để lại bình luận ở phía dưới cho mình nhé. Chúc mọi người có một ngày giao dịch thành công và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video nhận định xu hướng giá dầu tiếp theo.